gặp lại nhau trong series chế tạo 2VK Lafory này. Thì vừa rồi trải qua quá trình chế tạo khuôn cho chiếc xe rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành vào giai đoạn tiếp theo, đó là phần đắp khuôn nhựa cho chiếc xe này mọi người nhé. Và bây giờ các bạn cùng theo dõi video của mình. Yes. Đá các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, đây là mình có bột đá và composite. Hai cái đấy nó sẽ kết hợp với nhau và mình sẽ đổ lớp đầu tiên. Và nước nhựa này chúng ta sẽ có sự kết hợp với chất đông cứng. Nghĩ là chúng ta nên tách từ đoạn này ra. Đấy. Sau đó cái phần hông của bánh xe này, chúng ta sẽ tách từ khu vực này ra ngoài. Thì cái mảng đầu này nó sẽ thành 3 tấm. Cái vậy sao vậy? Và cũng nhìn cái mặt to nhé. Đấy, nhìn cả mặt to nhé. Ok. Anh em ạ, hiện tại bọn mình đang chuẩn bị đúc khuôn nhựa cho chiếc Lafory này. Không đúc một phát toàn bộ chiếc xe mà sẽ đúc từng mảng một để sau này phục vụ cái quá trình mà bóc tách của chúng ta được ok nhất mọi người nhá. Rồi đây các bạn cùng theo dõi video của mình. Và đấy là cái lớp bề mặt mọi người nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ tới một cái lớp tiếp theo, đó là phần sợi thủy tinh mọi người ạ.
không trông hết đâu, nhưng mà nghĩa nó có một cái lớp màng á, như màng nếp. Thì các bạn ạ, chúng ta vừa hoàn thành việc là phân tách mảng cho phần thân của chiếc LaFerrari này. Bây giờ sẽ tiến hành vào đổ luôn mọi người ạ. Không đổ nhanh thì nó sẽ nứt ra hết rồi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mấy điểm nứt này này. Đổ nhanh chứ không nứt là mất công sửa đi sửa lại các bạn ạ.
Anh em ơi, hiện tại mình vừa hoàn thành xong cái lớp sợi rối đầu tiên cho chiếc khuôn Ferrari này. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem độ cứng. Các bạn thấy cứng chưa? Đây mình sẽ thử trèo lên gắn nóc luôn nhé. Khá là cứng rồi đấy các bạn ạ. Tại vì nếu mà không cứng thì bây giờ mình đang đứng trên nóc này có thể sập. Nhưng mà cái lớp vải cứng này nó đã góp phần tăng cái độ kiên cố của chiếc xe hơn mọi người nhé. Và bây giờ sau cái lớp vải cứng này thì chúng ta sẽ có một cái lớp đó là vải chịu lực để tăng cái độ cứng cũng như là sẽ giữ được cái form sau khi chúng ta bóc tách từng mảng ra thì nó sẽ được ổn định mọi người nhé. Đây là lớp sợi rối mọi người nhé. Và đây là sợi chịu lực chúng ta. Nó có cái thiết kế khá là giống những cái sợi carbon mọi người ạ. Nhưng mà mỗi tội nó là sợi thủy tinh thôi. Đấy, chúng ta sẽ ướm nó vào đây. Cắt bỏ nó mọi người nhé.
vừa hoàn thành cái việc cắt những cái phần thừa đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là khoan các cái lỗ để bắt ốc cố định, để sau này chúng ta tới cái giai đoạn mà tách mảng ấy, nó không bị xê dịch. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, but tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you tried to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Được các bạn ạ, hiện tại là chúng ta vừa khoan các cái lỗ để bắt ốc cố định. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là một số thanh rằng ở đây trước này, cái lưng và vĩa phần đuôi. Thì những cái thanh rằng này sẽ có cái tác dụng đó là tránh cái sự co vặn cũng như là ổn định được cái bề mặt mọi người nhé. Vừa hoàn thành giai đoạn đúc khuôn nhựa cho chiếc La Fleury này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào công đoạn tiếp theo, đó là phần tách khuôn ra mọi người nhé. Đấy, tách khuôn ra cho chất mọi người ạ. Thì hiện tại là mình đang đứng trên body của chiếc La Fleury này. Các bạn có thể thấy là khá là cứng đấy. Đấy, mình đang dùng lực, đấy, tác dụng khá là nhiều lực. Nhưng mà vẫn chưa sập, tại vì sập thì các bạn có thể nhìn thấy luôn. Cũng có thể là do phần khuôn đỡ sát chúng ta này. Nhưng mà mình nghĩ là cái phần khuôn nhựa này cũng khá là ổn á. Khá là ok đấy. Mình bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tháo phần khuôn ra các bạn ạ. Và đây là tấm khuôn đầu tiên của chúng ta mọi người ạ. Đấy, tuy là nó hơi bị dính một chút đất vào thôi.
Ôi trời ơi. Ôi cải đất đi mọi người, cải đất đi. Đó anh ạ, vì cái này là bọn mình làm được trước cái đất nó chưa kịp khô. Chưa kịp khô nên là nó dính vào cái khuôn này. Mà mình mà làm nhờ khô nhanh quá cái đất sét thì lại sợ nó nứt, cho nên là bữa này nó dính vào vậy đi. Nhưng mà cũng ok anh em ạ. Này, bóc ra rất là đẹp luôn. Đấy, bề mặt đi. Nếu mà bề mặt đất nó mà khô đấy thì khi bóc khuôn ra nó rất là dốc. Nhưng mà kiểu mình làm vội quá nên là nó bị ướt. Đổ trực tiếp vào nó dính mà. Nó không kịp. Không kịp khô đấy nhỉ. Cào cào ở trên này, cào ở trên cao cho đỡ bị nặng, nó đè nén xuống dưới kìa. Pha thóc khuôn này hớt vã mọi người ạ. Áo này. Ôi trời. Mày người đây nó bị lắt đất đấy nhá.
Mọi người có thể thấy đây, nó dính rất là chặt, tại vì chỗ này nó trũng nước này, nó ẩm, nó nhiều nước nên nó dính. Cái độ chống dính của nó không tốt lắm. Cái khuôn của con Ferrari này mà mình làm mất một tuần thôi, nên là cái khuôn nó vẫn chưa được khô. Ngày hôm nay tháo ra được cái này cũng khá là ok rồi. Đấy các bạn ạ, hiện tại là chúng ta vừa tháo khuôn cho chiếc LaFerrari này. Gặp một số vấn đề trục trặc, đó là phần khuôn đất sét này nó dính vào với lại phần khuôn nhựa của chúng ta mọi người nhé. Tại vì lần này bọn mình cái thao tác làm khuôn đất sét này nó nhanh hơn so với những dự án trước kia. Cái bề mặt của nó chưa được khô như chiếc Bugatti. Hôm nay cũng khá là mệt đấy các bạn ạ. Mệt nhưng mà vui. Bề mặt này mà vệ sinh đi mình nghĩ khá ổn đấy. Chúng mình sẽ gãy đất ra nhá. Nha. Cậu thấy cái tấm này nó đẹp nha. Tấm này nó cả một cái phần lưng này nó quan đến cái đường gập cửa. Khuôn ra cái tấm này thì là tấm ở trên trần lưng nhá. Phần chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài. Tấm này là tấm đầu. Ui. Đấy các bạn, hiện tại là chúng mình đang vừa di chuyển xong tất cả những cái tấm khuôn của chúng ta này ra phía ngoài đường này. Sẽ tiến hành là xịt rửa mọi người nhé. Đấy, các bạn nhìn xem. Khá là uy tín luôn. Quên bao nhiêu tấm nhỉ chú nhỉ? 12 tấm tất cả. Ui, tất cả là chúng ta có 12 tấm khuôn mọi người ạ. Và bây giờ sẽ tiến hành là xịt rửa toàn bộ 12 tấm khuôn này đi. We'll be right back.
rửa xong ấy, nhìn bề mặt rất là đẹp anh ạ. Ok luôn đấy, nghe. Yeah. Cái súng này khỏe phết các bạn ạ. Thổi bay hết đất sét luôn. Lúc đầu móc ra nó dính là thôi các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ khi dùng cái máy thịt này thì nó cũng khá là ổn áp đấy. Không hề dính một chút nào. Thịt phát là đi luôn này. Ổn đi luôn. Cái vòi thịt này cũng khỏe nhỉ. Vòi thịt này là vòi thịt mượn đấy con. Nói chung là chỉ cái lúc tháo khó thôi chú nhỉ. Còn nó cái lúc vệ sinh này xong thì cũng ổn áp phết đấy nhỉ. Đẹp mà. Đẹp hơn lần trước ấy. Đúng rồi, nó sạch luôn. Xong đáng tinh nhỉ. Mình chỉ mài qua sơ đã ok mà. Ổn nghiêm đấy. Bề mặt chúng ta thì các bạn ơi, chúng ta vừa kết thúc quá trình đúc khuôn, tách khuôn và vừa rồi gần đây nhất là chúng ta vừa rửa xong, vệ sinh xong cho toàn bộ những cái tấm khuôn này. Có tổng cộng là mười mấy tấm chú nhỉ? Từ đây đến 12 tấn rồi. 12 chúng ta nó chỉ 11 tấm thôi. 11 tấm thôi. 11 tấm khuôn các bạn nhé. Thì chúng ta hôm nay có 11 tấm khuôn ở đây. Nói chung là cái lúc mà bóc khuôn đất sét ra thì rất là khó, tại vì cái khuôn chúng ta nó chưa khô. Nhưng mà cái lúc mà mình xịt rửa vệ sinh này thì nó lại rất là dễ mọi người ạ. Xịt một phát là đi luôn. Không biết là do máy xịt nước khỏe hay là do cái công nghệ của mình áp dụng cái phần bề mặt này, tráng bề mặt đấy được ổn không biết các bạn ạ. Thì nói chung là bây giờ vừa đúng là toàn bộ quá trình mình đã đúc phần khuôn cho chiếc LaFerrari này. Và đây là cái Chery chế tạo một chiếc Hypercar LaFerrari. Các bạn đang xem video này thì mình hy vọng là các bạn đồng hành ủng hộ mình trong cái dự án lần này. Và vì thế là các bạn nếu có ý kiến hay ho để lại phần bình luận của video này để giúp bọn mình có thêm những cái ý kiến hay, cũng như là có những cái phương án để hoàn thiện chiếc xe là tốt hơn mọi người nhé. Và bây giờ có lẽ là mình xin kết thúc clip đây, tại vì khá là dài rồi, trời cũng khá là tối rồi. Chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ tấm khuôn này vào nhà mọi người nhé. Và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một đăng ký kênh cũng như một like để ủng hộ mình có thêm động lực hoàn thành chiếc xe nhé.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.